COVID-19 hiện tại ngay bây giờ đang giảm xuống. Chúng ta nhìn thấy về trong nhà thương hiện tại ngay bây giờ cũng đang giảm xuống và giảm xuống khoảng chừng 54%. Tính ra từ hồi tháng 8 ngày 28 Tây tới bây giờ. Và cái COVID-19 nó hồi trước nó tăng, ngay bây giờ thì nó đang giảm xuống. Cái câu hỏi là là số người cũng đang được giảm không có bị nhiễm nặng nữa cho nên nó giảm bớt xuống. Và cái này là tính trong cái tất cả chúng ta. Một là được giảm là tại vì đông người chích thuốc ngừa rồi nó giảm xuống. Hay là tại vì số người tự nhiên nó giảm xuống. Và có lẽ đây cũng là cái bảo vệ chúng ta đi kế tiếp nữa. Đó là lý do tại sao mà Conrad Nighting đó là lý do tại sao hiện tại bây giờ Conrad Nighting nó đang giảm xuống. Effective vaccine. We had to rely on hồi lúc trước khi mà chúng ta có thuốc ngừa mà nó được an toàn mà giúp đỡ cho chúng ta về COVID-19 này thì chúng ta phải tựa theo human behavior. của những người mà mỗi ngày làm cái gì làm cái gì. Did mask? Did they Và hồi lúc đó thì nói là phải cần đeo khẩu trang, phải cần social distance. And và có phải lúc đó là chúng ta đang làm theo đúng như những chương trình như vậy hay không? Của CDC đưa ra. Trong lúc này thì chúng ta trên Hoa Kỳ cũng đông người chích thúc ngừa thêm. Đó là làm cho chúng ta đoán về cái tương lai nó khá một chút xíu. Chúng ta hiểu rõ ngay bây giờ chúng ta đang đứng ở đâu trong cái chuyện đại dịch đang xảy ra ngay bây giờ, thì nó giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều tính tới tương lai. Và chúng ta có thể được rất là khá nhìn thấy trước mắt. Giống như ngay bây giờ chúng ta phải cần chích thúc ngừa thêm nữa để bảo vệ cho về cái diện COVID-19. Và hiện tại kim giờ chúng ta chưa có xong đâu. Về cái chuyện virus, đó, ba hồi thì nó tốt, ba hồi nó xấu. Số người bị nhiễm nó sẽ tăng lên hoặc là giảm xuống tùy theo thời gian. Chúng ta nhìn thấy cái chuyện này đã xảy ra 1810 mấy vào lúc trước rồi. Và chúng ta nhìn thấy cái chuyện mà bị hồi xưa đó là có 3 năm liên tiếp lên xuống, lên xuống, số người giảm rồi tăng. Và sau khi đó thì tới vào cái cuối năm của thứ ba, lúc đó thì số người chích thuốc ngừa cũng nhiều, cho nên bắt đầu nó trở thành là giống như bệnh cảm cúm kiểu như vậy we say that the virus has become endemic meaning the virus is always in the population yeah, về cái chuyện mà covid thì lúc nào nó cũng như vậy có nghĩa là covid lúc nào nó cũng có bị ở trong chúng ta Và yeah, cũng có thể đoán được một chút và hiện tại thì chúng ta cũng có thắng về cái COVID-19 một chút xíu. Cái mùa đông sắp tới. Theo của trường đại học bên Washington, họ coi về chuyện này, họ báo cho biết. Và chúng ta sẽ thấy số người bị nhiễm COVID-19 sắp tới đây vào tháng 11, đó là bắt đầu của Delta về mùa đông. Và chúng ta sẽ thấy nhiều người ở bên trong thì số người bị nhiễm COVID-19 nó càng ngày nó tăng lên. Chúng ta nhìn thấy số người bị nhiễm COVID-19 nó tăng lên một chút, nhưng mà nó không có giống như mùa đông hồi năm rồi và đây hy vọng là cái booster shot cũng đang chích cho mọi người và chích thúc ngừa cho trẻ em sắp tới nữa. Chúng ta sẽ không thấy cái số lượng người nhiễm COVID-19 nặng. Tại vì ngay bây giờ Delta đang xảy ra trên Hoa Kỳ cho dù hiện tại ngay bây giờ nó đang được giảm giảm rất là nhiều về con 19 ngay thiên nhưng mà chúng ta không thể nào mà không để ý tới nó Tài so really hỏi, anh có thể nói cho những cái gia đình biết về cái chuyện, giống như nhiều hộ gia đình nói ngay bây giờ COVID-19 nó đang giảm quá trời nhanh luôn, thì có gì đâu mà lo tới nó nữa. Hiện tại bây giờ chúng ta có nhiều cái chúng ta không biết, đó là có phải chúng ta đang có một cái biến thể mới đang xảy ra hay không? Giới tỷ có một cái biến thể mới xảy ra thì chúng ta phải sẵn sàng để mà đeo khẩu trang gì chuyện này. Giống như những cái người mà dễ bị bệnh thì cũng phải cần đeo khẩu trang giống như bị bệnh ở nhà, không có đi làm được hoặc đi không đi học được. Sure Và với tỷ như có được booster shot, thì nên chích được thì đi chích đi cho xong.